Cao thượng. Chào mừng 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Câu lạc bộ Tennis Báo chí Nghệ An long trọng tổ chức giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 2 năm 2022. Tiếp nối thành công mùa giải trước, giải đấu năm nay quy tụ các vận động viên là các nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, giải còn có sự tham gia của các vận động viên là các cán bộ công nhân viên chức tới từ các huyện thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đấy cũng là một cái giải tennis báo chí tổ chức tại Nghệ An. Thì ngoài cái việc rèn luyện thể lực, thể thao thì cũng là một cái cơ hội để các cái cơ quan báo chí liên cùng với các cái cơ quan đoàn thể trên toàn tỉnh có một cái cơ hội để giao lưu nhằm cái phát triển về thể thao và công việc trong báo chí được phát triển hơn. Thì qua đây thì tôi cũng gửi gắm đến các vận động viên sức khỏe, rèn luyện theo cái tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ bảo. Giải đấu đang càng ngày khẳng định được chất lượng cũng như danh tiếng của mình khi các vận động viên tham gia đều có sự đầu tư công phu, bài bản để đạt được thành tích tốt nhất. Với sự tham gia của 112 vận động viên được chia thành 56 cặp đôi thi đấu theo thể thức vòng tròn, giải hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả và người hâm mộ những trận đấu đỉnh cao. Vinh dự và may mắn khi tôi trở thành một vận động viên tham gia giải tennis báo chí Nghệ An lần thứ 2. Thì đến giờ phút này không khí của giải thì đã rất cao và cũng hy vọng trong cái thời gian mà nhanh nhất thì chúng tôi có thể là tham gia được giải đấu này. Đây cũng là một cái dịp để chúng tôi được rèn luyện sức khỏe và giao lưu rồi kết nối được tất cả những người làm báo ở Nghệ An và giao lưu với các sở ban ngành địa phương. Hy vọng là giải đấu này sẽ mang đến cho các vận động viên cũng như là khán giả một cái ngày hội của nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí Việt Nam. Hiện công tác chuẩn bị cho giải đấu đang được gấp rút hoàn thành như sân bãi, băng rôn, khẩu hiệu cũng như công tác tiếp đón các vận động viên, tổ trọng tài và người hâm mộ. Mặc dù đây là giải đấu thứ hai nhưng đã quy tụ được rất là nhiều vận động viên. Đến bây giờ đã có 112 vận động viên tham gia dự giải này. Và đến bây giờ ban tổ chức chúng tôi sẵn sàng tiếp đón tất cả các vận động viên, các đoàn từ các huyện, các sở ngành về để tham gia. Mặc dù là thời gian rất là ngắn thế nhưng các vận động viên đã tập luyện cũng như là bắt cặp rơ với nhau để có những giải những trận đấu rất là hay. Và qua đây cho tôi phép thay mặt ban tổ chức cảm ơn các nhà tài trợ và các vận động viên đã tham gia giải đấu này. Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn gồm cúp và tiền thưởng dành cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba. Ngoài ra, 5 đội có phong cách thi đấu nổi bật nhất sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn từ ban tổ chức. Liệu đội nào sẽ bước lên ngôi cao nhất? Câu trả lời chỉ có vào ngày 4 tháng 6 năm 2022 tại tổ hợp sân Trung Long và sân Trường Sơn, thành phố Vinh. Các trận đấu sẽ được ban tổ chức livestream trực tiếp trên fanpage Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media. Kính mời quý vị và các bạn đón xem.